đao kiếm tẩy tàn dương cô sơn ngọc trường xuân biệt viện nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com võ đang sơn chân vũ điện bên trong võ đang môn nhân tề tụ phàm là nhập môn tập võ một năm trở lên người toàn bộ ở đây trưởng giáo âu dương tử người mặc đạo bào màu vàng ngồi tại chân vũ đại thần bên cạnh mặt hướng đám người sắc mặt nghiêm túc đao kiếm tẩy tàn dương cô sơn ngọc anh hùng đại hội Nghe chọn bộ tại mê audio com 15 tháng 8, Thiếu Lâm tự đạt ma viện thủ tọa ngộ không đại sư chỉ huy mấy tên đệ tử sau cùng lên núi. Trên núi võ đang sớm đã khách và bạn ngồi đầy, chật như nêm cối. Đao kiếm tẩy tàn dương cô sơn ngọc trong núi Tông Môn. Nghe chọn bộ tại mê audio com Hôm đó đao kiếm tẩy tàn dương cô sơn ngọc diệt môn thề độc. Nghe chọn bộ tại mê audio com trong núi này tông môn đúng vậy thần binh môn. Thần binh môn đao kiếm tẩy tàn dương cô sơn ngọc thâm tàng bất lộ. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Thần binh môn từ công tôn trí tạ thế về sau, căn cứ công tôn trí nguyện vọng, lo liệu xong công tôn trí hậu sự, chuyển nhà đến tần lĩnh chỗ sâu. Cái này tần lĩnh nội địa từng là tần hoàng danh chính tu kiến đăng tiên vùng đất quy mô to lớn tần triều hủy diệt về sau nơi đây cũng trầm chậm, chậm hoang phế lúc ấy tu kiến người đại đa số đều bị chôn giết người sống sót cũng xem đây là ác mộng không muốn cùng người nhấc lên công tôn trí trước kia du lịch lúc vô ý phát hiện chỗ ở này lúc ấy hắn còn muốn chính là nhất tâm đúc kiếm cặp trong núi tĩnh tốt không nhận thế tục quấy nhiễu liền hữu tâm ở đây khai lò đúc kiếm thế sự biến thiên lý tưởng vẻn vẹn dừng bước tại lý tưởng hắn tại thời khắc hấp hối, cảm thấy phong lôi đao thất lạc giang hồ, sợ cho công tôn ra mang đến tai họa. Cho nên yêu cầu ba cái đồ đệ chính mình quy thiên về sau, nâng nhà rời đến trong núi. Ngu ngạo thiên tìm không thấy thần binh môn bóng dáng cũng là tình lý ở.